À, bây giờ con nói cho thầy giáo các từ tiếng Anh con biết. Orange. Orange là màu gì? Màu cam. Red, màu đỏ. Yellow, màu vàng. Orange, màu purple, màu tím. Brown, màu nâu. Màu đen là gì? Black. Màu trắng. Màu trắng là gì? White. 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 À, rồi, thế còn màu xanh lá cây? Blue. No, màu xanh lá cây là gì? Green. Màu xanh biển là gì? Blue. À, màu hồng là gì? Pink. Rồi, bây giờ chuyển sang các đồ vật nhé. Cái gọt bút chì là gì? Paper clip. No, no, no. Paper clip là cái kẹp giấy. Paper clip là cái kẹp giấy, nhưng mà cái pen gì nhỉ? Có nhớ từ không? Yeah, yeah. Pencil sharpener. Pencil sharpener, yes. Cái gì nữa? Cái bảng là gì? À, book là cuốn sách. Vở là gì? Window. Window là cái cửa sổ, rồi. Door. Door là cửa ra vào. Doll. Doll là con búp bê. Pig. Pig là gì? Lợn. Lợn tiếp. Bear. Bear là con gì? Con gấu. Tiếp. Con ngựa vằn là gì? Ngựa vằn là gì nhỉ? Zebra. Zebra. Con hươu cao cổ là cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Giraffe. Yeah, hươu cao cổ, giraffe. Con chăn là gì? Anaconda. Anaconda. Con chó là gì? Dog. Mèo gì? Cat. Thỏ. Rabbit. Tiger. Tiger. Lion. Khỉ là gì? Monkey. Monkey. Với con gì nữa? Con ếch là gì nhỉ? Còn nhớ con ếch không? Cái giường là gì? Bed. À, cái ba lô là gì? Backpack. Picture. Picture, bức tranh. Quạt. Fan. À, cái bàn. Table. Cái ghế. Chair. Cái đồng hồ là gì nhỉ? Cái gì? Clock. Clock. Ghế nhỉ? Em trai là gì? Gì nhỉ? Chị gái là gì? Older sister. Older sister. Còn em gái là gì? Em gái là gì? Gì nhỉ? Thôi rồi, sẽ sang cái khác nào. Cái bảng. Board. Cái đèn. Lamp. Lamp. Cái cốc. Cup. Cup. Nước là gì? Water. Water. Cái bút. Pen. Pencil. Pencil. Rồi. Pencil box. Pencil box. Rồi. Cái túi đeo là gì nhỉ? Bag. Bag. Cái thùng rác là gì? Bin. Rồi, cái nồi cơm điện là gì? Bowl. Bowl là cái bát. Cooker. Cooker. Rượu là gì nhỉ? Có nhớ rượu không nhỉ? What? Wine. Wine. Rồi. À, thế còn xe ô tô là gì? Car. Xe máy là gì? Xe đạp là gì? Bicycle. Bicycle.
À, đôi giày là gì? Không nhớ à? Rồi, thế chú là gì? Chú bác ấy. Không nhớ, ok. À, rồi, thế còn cái cây là gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Tree. Tree. Cây xanh là gì? Cái cây màu xanh là gì? Cái cây màu xanh là gì nhỉ? Green tree. Green tree. Ok. Very good. Nào bây giờ thầy giáo sẽ kiểm tra con nhá. Thầy giáo sẽ hỏi cái này là cái gì nhá. Ok. What is this? What is this? White picture. White picture. Okay, very good. Okay. What is this? This is my pink book. Pink book. Đây là quyển vở hay quyển sách? Pink. Workbook. No, workbook là sách bài tập. Cái gì nhỉ? Notebook. Notebook, yes. Ok, nào tiếp. Ok. Còn, ok. Bây giờ ơi, con nói là đây là cái bút màu đen của tôi. Màu đen, cái bút màu đen của tôi là gì? Ok, very good. Đây là cuốn sách màu xanh của tôi. This is my green book. Book, ok. Con nói cho thầy giáo biết. Đây là cái đồng hồ màu xanh của tôi. Very good. Now, bây giờ cho thầy giáo biết đây là cái cặp màu hồng của tôi. This is my pink bag. Pink bag. Okay, very good. Now, bây giờ phỏng vấn nhá. Hi, Yến Nhi. Sorry. Hi, my name's Ngọc. What's your name? Hi, Ngọc. My name is Linh. Can you spell your name? L-I-N. No. L-I-N-H. Very good. Now, how old are you? How old are you? Six. Six. Very good. Very good.